em nha. Xe máy rất là uy lực anh em nha. CD bắt 40 anh em nha, xúc hơi nhá. Ba kênh em nhé. Thử một để ba kênh em này. Con này là con Hi-Fi Music anh em nhé. ML800PA 800-800, công suất con này là 1000. Để anh em có thể chơi này. Đây, kênh C nhé. Đánh súp. Đấy. Tiếng rất là hay. Chào tất cả quý vị các bạn, hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em một cái loa súp hơi em nhá. Hơi là về là bát 40 em nhá. Đây là bát 40 hàng bãi của thương hiệu TD Tai Chi anh em nhá. Đây. TD Tai Chi. Với một cái thùng rất là nhỏ gọn, bát 40 anh em nhá. Đấy, 15 inch. Đấy, thùng như này, có cái chiều ngang của nó là 44 cm này, sâu 60. Mặt 44 anh em nhá, cao 58. Đấy, cho em mấy kích thước để anh em có thể chơi, thùng rất là nhỏ gọn anh em nhá, mà tiếng rất là hay. Dòng này thì nó sử dụng cái bát của BNC Italy anh em nhá. Thương hiệu TD này thực thì design bởi USA. Đấy. Mặt đây anh em nhá. Đây. Mặt này nó thiết kế này là chiều cao, có hai lỗ thông, bốn lỗ thông hơi, hai trên hai dưới này. Bát ở giữa. Đấy, bát ở giữa, bát mặt. Đấy. Thùng rất là sâu, cho tiếng rất là mềm. Và uy lực anh em nhá. Đây là thông số này. Model của con này của nó là SVKG 115 anh em nhá. Đấy, zoom lên cho anh em xem. Công suất trung bình là 600W này. Max của nó là 900W này. Độ nhạy là 98 dB. Trở kháng 8 ohm nhá. Đấy. Tecnology Inugeda. Cái bát của nó là của Ý anh em nhá. Bát BNC. Đấy. Thì hàng bãi thì nó lớp sơn ở ngoài thì nó sẽ hơi chảy chảy một chút thôi. Những cái này thì anh em muốn đẹp thì chỉ cần lau qua thôi là đẹp rồi anh em nhá. Đấy. Bây giờ em sẽ cho anh em xem về phần nội thất bên trong và sẽ đánh thử trên cái cục súp hơi bát 40 hàng bãi như thế này anh em nhá. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ở đây thì nó về được chỉ vài cặp thôi anh em nhá, rất là ít. Anh em nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay, hãy sớm. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây bên trong em súp 40 em nhé, của TD Tai Chi nè. Made in Italy anh em nhé. Bát rất là xịn luôn. Bát 40 em nhé. Rất là nặng. Của 100. Từ 220 anh em nhé. 220. BNC. Đây thùng anh em nhé. Bùng rất là dày. Bát 40 rất thùng rất là nhỏ gọn anh em nhé, đánh uy lực, súp hơi. Con này thì có 4 lỗ thông hơi, 2 trên 2 dưới. Sẽ để cái bát này. Đấy, bụi tí thôi anh em nhé. Đấy, thùng mà. Thank you.
quý vị các bạn vừa nghe xong em test để xin cái súp hơi Bát 40 anh em nha, hàng bãi của TD Taichi. Phiên bản 15 inch Bát 40, thùng rất là nhỏ gọn, phù hợp cho anh em chơi gia đình hoặc phòng hát anh em nha. Với công suất từ 600 đến 900 cho anh em chơi thoải mái, khuôn viên tầm 3-40m chơi thoải mái anh em nha. Với một con đài cục súp như thế này thì đang bán tại Euro với giá là 5 triệu một quả anh em nha, 5 triệu một quả. Nó có rất là ít, nó khoảng tầm 3 cục thôi. Anh em nào chơi thì chơi thêm đẩy 3 kênh hoặc đẩy 4 kênh thì mình chơi riêng một kênh súp hơi để mình cắt cốt ở trên vang xuống rất là hay và chuyên nghiệp anh em nhé. Ok, đến đây xin chào tạm biệt quý vị các bạn vào những video lần sau. Xin chào.